Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang, số 22 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thư Đức Giám mục Giáo phận gửi cộng đồng dân Chúa Giáo phận Nha Trang nhân dịp mùa Chay Thánh năm 2024. Anh chị em rất thân mến, cùng với toàn thể hội thánh trên khắp toàn cầu, chúng ta đang bước vào mùa Chay Thánh. Đây là thời gian đặc biệt trong năm phụng vụ. Đây là thời Thiên Chúa thi ân. Đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Mùa Chay bắt đầu từ thứ tư lễ tro với nghi thức sức cho. Giáo hội nhắc nhở chúng ta ngẫm suy về thân phận con người mỏng giòn và mời gọi mỗi người hoán cải, ăn năn sám hối để giao hòa với Thiên Chúa là Cha nhân hậu và với mọi người là anh chị em của mình trong Đức Kitô. Vui biết chừng nào khi trở lại với Chúa sau mỗi lần chúng ta lạc lối. Chúa không bao giờ thấy mệt khi tha thứ cho chúng ta, chỉ có chúng ta thấy mệt khi đi tìm lòng thương xót của người. Trích Tông huấn niềm vui của Tin mừng số 3. Theo tinh thần hiệp hành, chúng ta hãy cùng nhau sống chay tịnh, cầu nguyện và thực thi bác ái theo đúng tinh thần và cách thức mà Chúa mời gọi trong Tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, cầu nguyện, bố thí và ăn chay không phải là ba hành vi tách rời nhau, mà là một động thái duy nhất của sự cởi mở và trút rỗng chính mình. Trong đó, chúng ta tống khứ những ngẫu tượng đè nặng trên mình, những quyến luyến giam hãm mình. Trích Sứ điệp Mùa Chay năm 2024. Sống chay tịnh vừa là biểu hiện lòng sám hối ăn năn để được Chúa tha thứ tội lỗi, vừa giúp chúng ta làm chủ bản thân để được tự do thoát khỏi những dục vọng là đầu mối của bao tội lỗi và làm điên đảo lòng người. Ngày nay, lối sống nóng vội, làm giàu và cắm đầu hưởng thụ đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người tín hữu. Dường như nơi nhiều người có cuộc chiến đang diễn ra không ngừng để tìm cách thỏa mãn tiền bạc, quyền lực, danh vọng. Họ cho rằng những điều đó sẽ đem lại tình yêu và sự bình yên mà quên đi cùng đích của đời người chính là hạnh phúc viên mãn nước trời. Ăn chay hãm mình qua việc tự hạn chế nhu cầu vật chất và hưởng thụ để giúp chúng ta khiêm tốn hơn, tin tưởng vào Chúa, chọn Chúa là gia nghiệp và là cùng đích đời mình. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống chay tịnh thật lòng với tâm hồn vui tươi, thanh thoát để giúp chúng ta đến với Chúa dễ dàng hơn. Chúng ta biết rằng chay tịnh giúp chúng ta cầu nguyện và sống thân mật với Chúa hơn. Hy sinh dành thời gian nhiều hơn cho Chúa qua việc cầu nguyện riêng hoặc chung, siêng năng tham dự thánh lễ, chầu thánh thể hoặc các giờ kinh nguyện khác, đặc biệt là giờ kinh trong gia đình. Cầu nguyện cần được xuất phát từ tình yêu tha thiết, khát khao gặp gỡ và chuyện trò mật thiết với Chúa, để lắng nghe và tìm thánh ý Chúa. Do đó, cần tránh những hình thức cầu nguyện phô trương bề ngoài, quá đáng mà làm mất sự thân mật nội tâm của mỗi người với Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã công bố năm 2024 là năm cầu nguyện, năm dành cho việc tái khám phá giá trị to lớn và nhu cầu tuyệt đối của việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong đời sống của giáo hội và trên thế giới. Nhân dịp này, toàn giáo phận chúng ta hãy cầu nguyện và cổ võ những giây phút cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, tổ chức chu đáo và sốt sắng các cuộc hành hương cầu nguyện cũng như các khóa học về cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa. Sống chay tịnh và cầu nguyện không chỉ giúp chúng ta trở về với Chúa mà còn trở về làm hòa với tha nhân. Đức Thánh Cha Francisco nhắc rằng sống chiêm niệm mùa chay
giúp chúng ta khám phá lại, sẽ giải phóng những năng lượng mới. Trước tôn nhân Chúa, chúng ta trở thành anh chị em nhạy cảm với nhau hơn. Chúng ta khám phá ra những bạn đồng hành, những người cùng bước đi với mình, thay vì là những kẻ thù và những mối đe dọa. Theo đó, mỗi người chúng ta hãy ra sức giúp đỡ và nhạy bén trước những sự thiếu thốn về nhu cầu vật chất hoặc tinh thần của nhau, bắt đầu từ những người thân trong gia đình, trong cộng đoàn, đến hàng xóm láng giềng và mọi người trong địa bàn giáo xứ, dù lương hay giáo, nhất là những mảnh đời nghèo khổ, bất hạnh, bị coi thường, bị quên lãng. Theo tinh thần Tin Mừng, chúng ta hãy làm việc bác ái vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân một cách vô vị lợi, chứ không phải để khoe công trạng hay lấy lòng người khác. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa Xuân vĩnh cửu ban muôn phúc lộc cho mọi người trong giáo phận Nha Trang thân yêu của chúng ta, để mọi thành phần dân Chúa tích cực sống trọn vẹn một mùa chay theo đúng thánh ý Chúa. Kính chúc anh chị em sống một mùa chay thật sốt sắng và một đại lễ phục sinh nhiều niềm vui, tràn đầy bình an của Đức Kitô phục sinh. Tòa Giám mục Nha Trang, ngày 7 tháng 2 năm 2024, Giuse Huỳnh Văn Sĩ, Giám mục Giáo phận Nha Trang, đóng dấu và ấn ký.